Lời Phật dạy về cuộc sống hôn nhân và vợ chồng cung cấp một cơ sở triết học sâu sắc và những nguyên tắc thực hành để các cặp vợ chồng có thể xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc và bền vững. Dưới đây là các yếu tố quan trọng trong lời dạy của Phật. Một, tình yêu và lòng từ bi. Tình yêu trong hôn nhân không chỉ là tình cảm mà còn là sự cảm thông, lòng từ bi với đối phương. Lòng từ bi giúp chúng ta nhìn nhận và cảm nhận những khó khăn, niềm vui của đối phương một cách sâu sắc hơn, từ đó tạo nên sự gắn kết và tình yêu thương chân thành. 2. Sự hiểu biết và thông cảm Phật dạy rằng sự hiểu biết và thông cảm là nền tảng của một hôn nhân hạnh phúc. Khi hiểu biết và thông cảm lẫn nhau, các vợ chồng có thể dễ dàng chia sẻ đồng cảm và hỗ trợ nhau trong mọi hoàn cảnh. 3. Chân thành và trung thực Chân thành và trung thực là một trong những nguyên tắc cốt lõi trong lời dạy của Phật. Việc chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn một cách chân và trung thực giúp các vợ chồng hiểu rõ hơn về nhau và tăng cường sự gắn kết. 4. Kính trọng và chia sẻ. Kính trọng nhau và sẵn sàng chia sẻ là cách để tôn trọng và thể hiện sự quan tâm đối với đối phương. Hành động này giúp tăng cường tình cảm và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. 5. Bình an và sự cảm thông. Giữ cho tâm trí luôn bình an và sẵn sàng cảm thông với nhau, giúp các vợ chồng giải quyết mọi mâu thuẫn một cách bình tĩnh và hiệu quả hơn. Sự bình an trong tâm trí cũng là nền tảng để xây dựng một mối quan hệ hôn nhân vững chắc. 6. Biết ơn và tận tụy. Biết ơn những gì mà đối phương đem lại và tận tụy trong việc quan tâm, chăm sóc đối phương là cách để tăng cường tình yêu thương và sự kết nối giữa các vợ chồng. Biết ơn và tận tụy là cách thể hiện lòng biết ơn và sự đồng cảm với đối phương. 7. Sự kiên nhẫn và hy vọng. Sự kiên nhẫn và hy vọng vào tương lai là những phẩm chất cần thiết để vượt qua mọi khó khăn và xây dựng một hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống hôn nhân. Sự kiên nhẫn và hy vọng giúp các vợ chồng tin tưởng vào khả năng vượt qua mọi thử thách và tạo nên một môi trường gia đình yên bình và hạnh phúc những nguyên tắc và lời dạy về cuộc sống hôn nhân và vợ chồng từ phật giáo không chỉ là những chỉ dẫn cụ thể mà còn là triết lý sống sâu sắc giúp con người hiểu về sự sống và cách để đạt được sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình lời phật dạy về cuộc sống hôn nhân và vợ chồng tập trung vào các nguyên tắc cơ bản như tình yêu thương lòng từ bi sự hiểu biết chân thành và sự kiên nhẫn qua những lời dạy này phật giáo khuyến khích các cặp vợ chồng xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau từ đó mang lại sự bình an và hạnh phúc cho gia đình